Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Trong tháng 1 năm 2024, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực, hoạt động tối đa công suất để sản xuất các sản phẩm phục vụ thị trường. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 1, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 707 tỷ đồng, tăng gần 253% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 9,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp các huyện thành phố đạt trên 79 tỷ đồng, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 tăng chủ yếu ở ngành khai khoáng, tăng 88,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,8%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 6,4% trong tháng các sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ năm trước như cát tự nhiên các loại tăng 132,3%, mangan và sản phẩm của mangan tăng 128,3%. Gạch xây tăng 80,5%, chiếu trúc, chiếu tre tăng 71%, xi măng tăng 62,5%. Đường RE tăng 34,6%, điện thương phẩm tăng trên 7%, sắt thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm tăng 2,3% các sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước. Nước tính khiết giảm 61,9%, đá xây dựng giảm 15,4%, điện sản xuất giảm 13%, các sản phẩm quặng Niken và tinh quặng Niken ước tính đến hết tháng 1, khai thác đạt 6.500 tấn. Ngày 18 tháng 2, Ủy ban nhân dân thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc tổ chức dân hương chùa Vân An và lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa cây cối tốt tươi mùa màng bội thu con người khỏe mạnh cuộc sống no đủ hạnh phúc ngay từ sáng sớm lãnh đạo huyện và thị trấn bảo lạc cán bộ công chức viên chức nhân dân trong huyện đã đến dân hương tại chùa văn an Lễ vật là các sản vật địa phương được các xóm tờ dân phố trên địa bàn thị trấn mang đến dâng lễ để cầu mong trời đất, các vị thần linh phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân các dân tộc có mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau phần dân hương tại Chùa Văn An, các đại biểu nhân dân các dân tộc trong huyện và du khách thập phương đã cùng tham gia các hoạt động của ngày hội xuân như tung còn, lây cỏ, bịt mắt bắt vịt, kéo co, thi đấu bóng chuyển ra nam, trong đó, trò chơi tung còn là một trò chơi dân gian mang bản sắc văn hóa các dân tộc, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ, vạn vật sinh sôi. Các hoạt động trong lễ hội đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên mọi tầng lớp nhân dân thi đua lao động, tăng gia sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ngày 18 tháng 2, xã Sóc Hào, huyện Hà Quảng tổ chức lễ hội Xuân truyền thống mùng 9 tháng Giêng năm 2024 lễ hội truyền thống mùng 9 tháng riêng gắn với di tích lịch sử văn hóa đền thờ nùng Chỉ cao một thủ lĩnh người dân tộc đã có công bảo vệ sự bình yên cho nhân dân được nhà lý phong tước thái bảo đền thờ nùng chí cao tại xã sóc hà huyện hà quảng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nằm trong khu vực công viên địa chất toàn cầu non nước cao bằng Lễ hội được tổ chức với nghi thức dước lễ đến đền thờ Nùng chí Cao để dâng hương, dâng lễ vật, đọc chúc văn báo công, đánh trống khai hội và chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc hấp dẫn. Lễ hội truyền thống mùng 9 tháng Giêng xã Sóc Hà đã trở thành lễ hội truyền thống cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Tham gia lễ hội, du khách thập phương được tham quan, mua sắm tại các gian hàng trưng bày nông sản, thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương và tham gia các trò chơi dân gian như tung còn, bịt mắt gõ trống, lay cỏ, cờ tướng, bóng chuyển hơi. Lễ hội còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình cảm giữa các dân tộc trên địa bàn, du khách thập phương đến trời hội. Cũng trong khuôn khổ của lễ hội đã diễn ra triển lãm ảnh với chuyên đề non nước cao bằng in dấu chân người, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Ngày 17 tháng 2, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc tổ chức lễ hội Lồng Tồng, cầu cho mưa thuận gió hỏa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, xóm làng bình yên, mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc lễ hội thu hút đông đảo nhân dân các gia tộc trong xã và các vùng lân cận đến xem và cổ vũ. Lễ hội Long Tồng đã diễn ra các hoạt động biểu diễn văn nghệ với nhiều tiết mục ca ngợi đảng, bác hồ, tình yêu quê hương, đất nước như hát then, hát lượn cọi, múa chuông, múa kèn. Các hoạt động thi đấu thể thao bóng chuyển, thi trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, lầy cỏ, chạy bò, trưng bày mâm cỗ ngày Tết với ý nghĩa cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội Lồng Tông là nét văn hóa độc đáo, không chỉ là ngày hội của riêng đồng bào trong xã, mà là ngày vui chung của đồng bào các dân tộc anh em trong huyện. Đây là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, tạo khí thế thi đua hàng hái bắt tay vào mùa vụ mới. Sáng 18 tháng 2, Trường Trung học Cơ sở Ngọc Xuân, thành phố tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên lần thứ hai, chào Xuân Giáp Thìn năm 2024, tranh cúp HNT. Giải bóng đá thiếu niên lần thứ hai của trường trung học cơ sở Ngọc Xuân thu hút trên 150 vận động viên của 13 đội bóng trong nhà trường. Giải được thi đấu với hình thức chia bảng theo hai khối, gồm khối 6, 7 và khối 8, 9, để lựa chọn các đội có thành tích vào thi đấu tranh giải nhất nhì 3. Giải sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Giải bóng đá mini chào xuân giáp thìn năm 2024 là giải đấu thường niên do trường trung học cơ sở Ngọc Xuân tổ chức. Đây là sân chơi bổ ích cho học sinh, nhằm tạo ra một sân chơi rèn luyện thể chất, thúc đẩy phong trào thể thao và bóng đá của nhà trường. Đồng thời thông qua giải đấu nhằm phát hiện, nuôi dưỡng ươm mầm tài năng bóng đá từ sân bóng học đường. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Ngày 18 tháng 2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dự khai bút đầu xuân năm 2024 tại khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dân hương tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất Nguyễn Trãi, nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn đối với sách lược bảo vệ và xây dựng đất nước. Tri ân bậc tiền nhân trong lưu bút tại khu lưu niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công đức của người thật lớn lao, lời dạy của người thật sâu sắc, tấm lòng của người thật trong sáng. Khắc kỳ lời dạy của Nguyễn Trãi, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Chủ tịch nước khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, một lòng phục vụ nhân dân, xây nền Thái Bình muôn thuở. Cùng ngày, tại Thường Tín, vùng đất danh hương, hùn đúc, khí thiêng, nơi sinh ra nhiều bậc hiện tài, tuấn kiệt với 68 nhà khoa bảng, giúp ích cho cơ nghiệp quốc gia mà tiêu biểu là anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức khai bút đầu xuân năm 2024 với chủ đề Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại. Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo và tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Trải qua bao đời, phong tục này đã được các thế hệ người Việt trân trọng gìn giữ và trở thành giá trị di sản văn hóa phi vật thể có sức lan tỏa trường tồn. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngành thuế đã và đang góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, sau hơn một năm chính thức áp dụng và vận hành giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngành thuế đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, có 63 trên 63 cục thuế đã triển khai việc ra soát đối tượng thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo chỉ đạo của Tổng cục thuế và từng cục thuế đã lập kế hoạch triển khai cho năm 2023. Kết quả, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cả nước đã có 40.355 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 94,36% so với kế hoạch, Số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sử dụng là 104,8 triệu hóa đơn, bình quân đạt 2.597 hóa đơn, một cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc làm chậm tiến độ triển khai như quy định hiện hành cho phép người bán, được đồng thời sử dụng nhiều hình thức hóa đơn, nên người bán không bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mặc dù đã đăng ký sử dụng cùng với đó do chưa có quy định bắt buộc người bán phải áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền dẫn đến nhiều cơ sở kinh doanh còn chân trừ chưa triển khai các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn chưa đủ mạnh mặc dù ngành thuế đã triển khai chương trình hóa đơn may mắn nhưng số giải cũng như giá trị giải thưởng còn thấp do nguồn kinh phí từ các cơ quan thuế địa phương còn hạn chế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn vướng mắc từ cơ sở pháp lý đến thói quen sử dụng hóa đơn điện tử của người tiêu dùng lãnh đạo tổng cục Thế yêu cầu các đơn vị cần khắc phục khó khăn tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của ủy ban nhân dân các cấp để triển khai có hiệu quả các giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ tháng 2 tới, ngành đường sắt sẽ áp dụng các quy định mới về hành lý của hành khách đi tàu với trọng lượng và kích thước cụ thể cho mỗi vé. Theo đó, hành lý sách tay được miễn cước của mỗi hành khách có vé đi tàu hợp lệ không vượt quá 20 kg, chiều dài không vượt quá 0,8 m, chiều rộng không vượt quá 0,5 m, chiều cao không vượt quá 0,4 m. Nếu hành lý sách tay vượt quá trọng lượng và kích thước quy định thì hành khách phải mua vé theo quy định. Nếu hành lý đó gây cản trở việc đi lại của hành khách hoặc gây mất an toàn trên toa xe khách, hành khách phải gửi hành lý đó lên toa xe hành lý nếu toa xe hành lý còn chỗ. Ngoài ra, việc ghi các thông tin bên ngoài, bao gói của hành lý ký gửi do hành khách hoặc người thực hiện phải đảm bảo chính xác, rõ ràng. Riêng số hiệu vé hành lý ký gửi do nhân viên hành lý của đơn vị vận tải ghi. Sau khi đã làm thủ tục gửi hành lý ký gửi, hành khách, người gửi hành lý ký gửi có thể thay đổi, không gửi toàn bộ hoặc một phần hành lý ký gửi. Thay đổi ga đến, người nhận nhưng phải làm thủ tục thay đổi, điều chỉnh trước giờ tàu chạy 4 giờ tại các ga có tác nghiệp nhận vận chuyển hành lý ký gửi. Trong thời hạn trên, hành khách, người gửi hành lý ký gửi có thể rút một phần hoặc tất cả hành lý ký gửi nhưng cần có giấy yêu cầu và được hoàn lại tiền cước phí phần rút lại, phải trả tiền xếp dỡ, tiền bảo quản, tính từ khi nhận trở đến khi giao lại theo quy định của doanh nghiệp. Tiếp đà thành công từ năm 2023, ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục tự tin bước vào năm mới sắp thìn năm 2024 với nhiều đơn hàng xuất khẩu lạc quan. Theo tính toán từ Hiệp hội Gạo, năm nay Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh mặt hàng gạo là mặt hàng sầu riêng, dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đồng lạnh năm 2024 sẽ tăng thêm 30%. Các loại trái cây đặc sản khác như xoài, chuối, thanh long, dứa tươi cũng đón nhận tin vui khi có nhiều đơn hàng ngay trong tháng đầu năm mới để lên đường đi Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia. Hiệp hội rau củ quả cũng cho biết hiện Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó 15 FTA đang thực thi. Nhờ đó, xuất khẩu rau quả có lợi thế hơn từ ưu đãi thuế quan, giúp nâng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt. Trong năm 2024, Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định, liên kết thương mại mới, ký kết với các đối tác khác còn nhiều tiềm năng để đa dạng hóa thị trường. Chuyển sang tin quốc tế, chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập các thiết bị điện tử đầu cuối tại các sân bay để xử lý cả thông tin nhập cảnh và hải quan, nhằm rút ngắn thời gian nhập cảnh vào nước này xuống chỉ còn một phút. Chương trình sẽ bắt đầu triển khai vào năm tài chính 2024 tại sân bay Haneda ở Tokyo và sân bay quốc tế Kansai ở Osaka. Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản ngày càng tăng sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập cảnh thời đại dịch COVID-19. Vì vậy, chính phủ Nhật Bản muốn tìm cách rút ngắn thời gian chờ đợi tại các sân bay để nâng cao trải nghiệm du lịch của du khách. Tính đến thời điểm hiện tại, du khách từ nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu hai lần để làm thủ tục nhập cảnh và hải quan. Trong một số trường hợp, thời gian chờ đợi có thể lên đến hơn 60 phút. Chương trình mới cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục giấy tờ cho các quan chức kiểm soát biên giới dựa trên kết quả thử nghiệm tại sân bay Haneda đến cuối tháng 3 tới. Nhật Bản sẽ mở rộng chương trình tại nhiều sân bay hơn. Bản tin chính xong với hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!